Cái gì? Tao mất dạy. Tao nói cho mày biết nhá, lúc mày cần tiền, tao ship đến tận nơi cho mày mượn. Thế mà bây giờ 5 mét Tết đến rồi, tao phải mua quà cho bố vợ tao chứ. Cái gì? Làm sao? Bây giờ mày... Ôi, mọi khi tôi đi chỉ 30.000 thôi. Cái ngày Tết thì tôi trả thêm 5.000 là 35.000, anh có đi không? Thôi đi, này, cầm đấy. Ôi trời, cho mà đi bộ. Ờ, anh ơi, cho tôi hỏi. Không có hỏi gì cả. Bác ơi, đi xe của em không? Được rồi, nhớ anh mua đồ xong cái anh đến ngay nhá. Yên tâm, yên tâm. Cháu ơi, cái gì đấy? Cháu có đi xe ôm không? Đi xe ôm. Vâng, khổ quá, bác nhìn cháu thế này bác bảo cháu xe ôm là thế nào? Xin lỗi bác xin lỗi. Cho bác hỏi một điều, nó hơi tế nhị. Ơi không sao ạ, cháu là một con người lịch thiệp mà, bác cứ hỏi đi ạ. Vấn đề bác cứ hỏi đi. Ở gần đây nó có cái chỗ để đi ở đây người ta gọi là nhà vệ sinh ấy. Bác đau bụng quá. Sáng thì ra cái thứ gì chứ. Giúp bác. Là cấp cứu đúng không? Gấp đúng không? Vâng. Bây giờ thế này nhá. Vâng. Bác đi thẳng như thế này. À. Đến ngã tư, bác rẽ phải. Bác đi thẳng một đoạn nữa, vâng. Có một cái bục binh. Bác đi lòng vòng đấy khoảng tầm 3 vòng. Đấy, rồi bác rẽ bên phải tiếp. Đi kịch đường, bác thấy có một cái nhà vệ sinh. Đấy, ôi đẹp lắm. Tôi quá rồi. Cảm ơn cháu. Giờ cho bác gửi cái cảnh nào. Đấy. Bác quay lại. Nhớ không, nhưng mà bác cho mày đi bây giờ. Bác đau quá. Ở kia chưa bác. Kìa bác ơi. Ôi. Ui giời. Trời ơi, cái lão già này làm cái gì mà lâu thế không biết nữa. Lão ăn lẩu trong nhà vệ sinh hay sao đấy. Alo em à. Ừ, anh sắp đến nơi rồi nhá. Anh đi mua đồ để biếu bố em. Ừ, không lo đâu nhá, không lỡ hẹn đâu. Ừ. Mua. Bây giờ mày định thế nào? Mày có trả tao tiền không? Tết nhất đến nơi rồi, tao mất... Alo? Ôi giời ơi, tao mất dạy. Mày kêu cái gì? Hay lắm. Yến Nhi, em có nhà không? Em ra mở cửa anh xông vào nhà. Hôm nay có mấy con gà, thêm cành đào Tết cả nhà cùng vui. Vui cái gì mà vui? Anh có biết mấy giờ rồi không? Hẹn mấy giờ, bây giờ mới đến, bỏ ra đường à? Trông cái mặt giận yêu ông kìa. Chưa gì đã bội trách anh rồi. Em có biết là anh phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió anh mới đến được nhà em không? Thăng trầm sóng gió như nào? Kể em nghe em nào. Đây nhá, em cầm cành đào đấy đi. Hai. Cái cành đào em đang cầm đây này, nó không phải là cành đào bình thường đâu. Anh phải lội qua 9 con suối và trèo qua 9 con đèo anh mới vớt được cái cành đào này lên đấy. Thế đấy, nhưng mà em không biết đâu. Bố em là rất ghét ai đến muộn đấy. Tí anh làm nào thì làm. Yên tâm mà anh sẽ giải thích, bố em sẽ thông cảm đấy mà. Anh Minh. Ấy dạ. Ấy, bác đến à. Nhà bác chơi Tết mà lại cành càng thế này. Dạ, cháu có một chút ít lòng thành gọi là mang đến để biếu gia đình nhà mình ăn Tết à. Bố xem này. Vẽ vời quá. Ồ, đào phai đây mà. Ê, quý hóa quá. Anh Minh đến là nhà ta có cái không khí Tết đấy còn ạ. Dạ, báo cáo bác. Cháu xin biếu bác ạ. Con Phượng Hoàng Lửa. Ừ, Phượng Hoàng Gà. Không, gọi là gà cũng được. Thế nhưng mà phải gọi là gà chín cựa. Gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Thôi thì ta nhận để làm lời hẹn ước con nhỉ. Ôi trời ơi, dạ, con biếu bố à. Bố xin. Dạ vâng. Ôi, bác Chiến. Chú Lâm ơi. Em đã dặn anh rồi. Ra đến bến xe là anh phải gọi điện cho em để em còn cho cháu ra đón cơ mà. Rồi, ngày Tết tôi không muốn chú phải vất vả vì tôi. Nhưng mà có một cái tiếc là tôi mang về cho chú một ít quà. Nhưng mà nó lại... Ô, này cành đào này. Vâng. Đẹp không bác? Đẹp. Ôi, cả gà như này. Tại sao nó lại là của...
À, là đây là quà biếu Tết thằng con rể tương lai em nó biếu. Mình! Ai à, đứng lên! Này, nhà mình chơi quất văn giang chúng ta toàn quả cắm mất ạ. Được rồi. À, chiến đi con. Cháu. Con xin phép bố một tí ạ. Mời bác ra đây. Này thế cháu xin lỗi bác ạ. Lúc nãy là cháu chờ bác lâu quá, không làm cách nào để mà tìm được bác, cho nên là cháu chót dại bác. Rồi. Bác hiểu. Dạ. Ừ. Thế này nhá. Vâng. Bác chỉ dặn cháu một điều này. Đừng vì những cái chuyện nhỏ nhặt đấy mà đánh mất chính mình nhá. Được không? Dạ vâng ạ, cháu xin lỗi bác ạ. Rồi. Này bác, thế này nhá. Dù rằng năm nay tôi không mang quà về được cho chú, nhưng mà sang năm tôi sẽ kiếm cho chú một cành đào vườn nhà đẹp hơn cành này. Dạ vâng ạ. Và một đôi gà thả đồi kèm thêm một đôi gà sống thiến do tự tay tôi nuôi, được chưa? Quá. Thật là tuyệt vời. Thôi thế này, bây giờ tất cả xin mời ngồi vào đây. Em sẽ mở một chai sâm panh để tất cả nhà mình cùng chúc mừng năm mới. Đình Chiến, Quang Lâm, Yến Mi, Quang Minh xin chúc khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Ngọc Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều câu chuyện về lòng tham của con người, cũng nhiều người vì tham lam cá nhân mà tự rước họa vào thân. Cuộc cải của xã hội là vô cùng vô tận. Con người muốn đạt được cần có sự cố gắng và nỗ lực không ngừng. Nếu như cứ mãi chạy theo những thứ của cải vật chất không thuộc về mình, nảy sinh lòng tham muốn chiếm hữu thì cuối cùng cũng trắng tay, thậm chí là mang họa vào mình. Anh chàng trong tiểu phẩm mà quý vị và các bạn vừa xem vô tình được một người đi đường nhờ cầm giúp cành đào và một con gà. Trong lúc đang cần mua quà Tết để biếu bố vợ tương lai nên anh chàng đã nảy lòng tham lấy luôn cành đào và con gà được nhờ cầm để làm quà biếu. Thật không may cho anh chàng là người nhờ cầm hộ đó lại chính là người quen của gia đình bạn gái. Thưa quý vị và các bạn, hẳn ai trong chúng ta cũng đã được nghe câu chuyện ăn khế trả vàng. Chính vì lòng tham của mình mà người anh đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Đành rằng là con người không nên dậm chân tại chỗ, cũng không nên há miệng chờ sung, phải có chí tiến thủ, phải biết phấn đấu, nhưng phải phấn đấu bằng năng lực, bằng sức mạnh của bản thân, chứ đừng dựa vào người khác, cũng đừng chỉ vì một chút lòng tham mà đánh mất nhân cách của mình. Cuối cùng, Ngọc Trang xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật nhiều may mắn, một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa tốt, người thương gia mau phát.